Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Du học cùng Tân Đại Dương. Hôm nay Tân Đại Dương rất vui khi được đón tiếp anh Nguyễn Văn Phương, là đại diện của trường London School of Business and Finance Singapore. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trường của anh nhé. Xin chào anh Phương. Đầu tiên anh có thể giới thiệu một chút về trường của mình được không ạ? Anh xin phép được khái quát về trường như sau. London School of Business and Finance, hay gọi tắt là USBF, được thành lập bởi những nhà doanh nghiệp ưu tú và luôn tiên phong trong lĩnh vực đào tạo giáo dục về các chuyên ngành kinh doanh. Từ ngày đầu tiên, trường đã áp dụng tư duy toàn cầu, cung cấp nhiều chương trình liên quan đến các ngành công nghiệp được thiết kế phù hợp cho các mục tiêu nghề nghiệp của sinh viên. Dưới sự bảo trợ của hoàng tử Michael Sukhen, LSPF đã được thiết lập trong những trường đào tạo kinh doanh phát triển nhanh nhất thế giới, giảng dạy trên 38.000 sinh viên đầy hoài bão trên toàn cầu. LSPF đã có sự tăng trưởng theo cấp số nhân trong suốt 10 năm qua, thành lập nên nhiều học xá tại Anh, Singapore và Canada, cùng các văn phòng tại các khu vực của hơn 12 thành phố trên thế giới. Trong những năm qua, LSPF đã giành được nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải thưởng của Nữ Hoàng dành cho khối doanh nghiệp vì sự đóng góp vào thương mại quốc tế. Ngoài ra, LSPF rất tự hào đạt được giải thưởng là trường tư thục đào tạo tốt nhất về ngành kế toán và ngành khách sạn du lịch năm 2016 do Job Central Learning bầu chọn. Vậy thì anh có thể nói sơ về các ngành nghề của trường mình đang diễn ra được không? Như câu hỏi vừa rồi anh có chia sẻ, trường đào tạo chuyên về các khối ngành kinh tế. Các khối ngành mà trường hiện tại đang đào tạo gồm có là kinh tế, kế toán, tài chính, marketing, xuất nhập khẩu, quản lý chuỗi cung ứng, HR và nhà hàng khách sạn du lịch. Dạ. Vậy thì trong tất cả các ngành đó thì cái ngành nào là thế mạnh của trường mình? Đạt được giải thưởng năm 2016, đó là giải thưởng trường đào tạo tốt nhất về ngành kế toán và ngành nhà hàng khách sạn du lịch năm 2016. Vậy thì bên trường mình cái ngành du lịch khách sạn có cái chương trình thực tập dành cho các bạn không thưa anh? Sinh viên học ngành khách sạn du lịch của LSPF sẽ được trải nghiệm thực tập để tích lũy kinh nghiệm. Thông qua đó, sinh viên sẽ tích lũy được kiến thức, kỹ năng và dễ dàng xin việc và thích nghi vào công việc sau khi tốt nghiệp. LSPF sẽ hỗ trợ sắp xếp nơi thực tập cho sinh viên. Ngoài ra, trong quá trình thực tập thì sinh viên có được nhận lương. Thưa anh, thì hiện tại ở bên trường mình á, thì cái số lượng sinh viên Việt Nam là bao nhiêu và thường các bạn sẽ chọn học những ngành nào thưa anh? Cộng đồng sinh viên Việt Nam hiện tại cũng khá là đông đảo. Các bạn cũng rất đa dạng trong việc lựa chọn ngành nghề. Tuy nhiên, có thể là do xu thế phát triển của ngành nhà hàng khách sạn du lịch nên sinh viên Việt Nam hiện giờ đăng ký học ngành nhà hàng khách sạn du lịch tại trường anh tương đối đông. Và thật ra thì đối với các chuyên ngành khác thì cũng có những sinh viên đăng ký học, ví dụ như là học về kinh doanh, học về kế toán tài chính, học các chương trình ACCA về kế toán kiểm toán của bên trường. Như vậy thì anh có thể nói về cái yêu cầu đầu vào của trường với cái ngành du lịch khách sạn này không ạ? Đối với ngành khách sạn du lịch, bên anh sẽ yêu cầu là các bạn tốt nghiệp trung học phổ thông và yêu cầu về ngôn ngữ là IELTS 5.5. Tuy nhiên, có những bạn sinh viên tiếng Anh tốt, chỉ là mình chưa có thi những chứng chỉ Anh ngữ quốc tế. Trường Anh sẽ sắp xếp cho các bạn kiểm tra tiếng Anh đầu vào. Nếu sinh viên vượt qua được bài test cũng sẽ được đặt cắt vào học chuyên ngành trực tiếp. Sinh viên Việt Nam mình á, sau khi qua bên Singapore thì sao cái vấn đề học phí, đó là vấn đề chỗ ở các bạn rất là quan tâm. Vậy thì bên trường mình có hỗ trợ cái chỗ ở cho các bạn hay là có giới thiệu chỗ ở dành cho các bạn không? Trường có bộ phận quản lý sinh viên gọi là Student Service. Các anh chị bên bộ phận quản lý sinh viên sẽ giúp cho sinh viên tìm được chỗ ở phù hợp với cái mong muốn của mình về tài chính hoặc là về những cái tiêu chí khác của chỗ ở. Chi phí thì nó rất là dao động, nó cũng phải tùy vào cái tài chính của mỗi sinh viên. Nếu trường hợp mà các bạn mong muốn ở một cái chỗ rất là thuận tiện và ngay trung tâm, rất gần trường thì cái chi phí nó sẽ cao hơn so với các bạn
ở những nơi xa hơn tí xíu, xa trường hơn tí xíu. Tuy nhiên, anh muốn chia sẻ thêm là Singapore cái việc đi lại, các phương tiện đi lại thì nó rất là thuận tiện. Sinh viên có thể đi học bằng bus hoặc là bằng MRT, và tuy là mình có thể ở xa trường tí xíu, nhưng vì phương tiện giao thông rất là thuận tiện nên cái thời gian đi nó cũng không có lâu lắm. Thưa anh, thì lúc đầu em có nghe anh nhắc về cái chuyển tiếp sang các trường đối tác của trường mình, thì cái khi mà các bạn chuyển tiếp qua vậy thì cái việc xét những giảm môn như thế nào vậy? Việc xét giảm môn sẽ tùy thuộc vào lộ trình các bạn sẽ muốn chuyển đi. Bên anh đặc biệt rất là linh hoạt trong việc chuyển tiếp sinh viên đi các nước. Sinh viên có thể chọn chuyển tiếp sang Mỹ, Canada, Úc, New Zealand hoặc Thụy Sĩ, tùy vào chuyên ngành mà các bạn đăng ký chọn. Việc xét giảm môn sẽ giúp cho sinh viên tiết kiệm thời gian học tập, và các bạn chỉ cần hoàn tất thêm 1 hoặc 2 năm nữa tại các trường ở các nước. Anh, thì trong năm 2017 này thì trường mình có cái chương trình học bổng nào dành cho các bạn, hay là cái promotion nào dành cho các bạn không ạ? Hiện tại trường đang có chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên Việt Nam. Chính sách đó cũng tương đối rất là tốt, hỗ trợ được một phần học phí cho các bạn sinh viên Việt Nam. Chính sách ưu đãi này rất hấp dẫn và lên đến 3.600 đô. Và để thuận tiện cho việc được thông tin chi tiết hơn, rất mong các bạn sinh viên hãy liên hệ với các anh chị tư vấn của Du học Tân Đại Dương. Xin cảm ơn anh Phương về cuộc trò chuyện ngày hôm nay, và hy vọng là với những cái thông tin bổ ích mà anh Phương đã chia sẻ thì các bạn sẽ có thêm được cái lựa chọn cho mình khi mà chuẩn bị đi du học Singapore nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.